Girl, that có vẫn xét nhưng thật sự anh không như vậy. Em anh là kẻ đang ghét, yêu âm nhạc không quan tâm ngày. Để em khả năng order nhiều quá, phải từ từ anh cần phải đặt. Thế mình chính là giám đốc, công ty anh nó tên là Hustling, yeah. I love you. I love you. Owen Knight, I love you. I love you. I love you. Ê mày, chơi bóng với tao cô chơi mình chán quá. Không, tao chỉ chơi bóng chứ không có chơi bóng. Nghe cũng gây cấn đó. Ủa khoan. Bình tĩnh, tao chỉ giỡn xíu. Người ta hỏi lý do nào quay lại, anh đã trả lời là vì anh yêu em. Anh chỉ sợ em phải lòng người khác chỉ vì tim em một lúc bị yếu mềm. Yêu nhau là điều không thể được khi mà mình đang ở rất xa nhau. Khoảng cách như là một thanh tẩy đã làm bức tranh của mình bị ngã màu. Em như thiêu đốt trái tim anh vì máu cứ rút từng ngày và từng chút. Tin nhắn em không có trả lời dù vài phút trước vẫn còn on Facebook. Đôi khi anh mất hết kiên nhẫn, chỉ muốn hét cho anh bớt đau lòng. Anh tự hỏi là sau này quay lại thì mình sẽ còn gặp nhau mà phải không? Chơi đùa, chúng số số nên hơi rùa. Phóng ra trả trên đê nằm một kim liền gặp gái tao không có hơi hùa. Flex sẽ đúng là hệ thủy, em phải ngắn đến tên thủy. Dù tao ăn kem cho tiền nhưng ngọng lờ nớ hủy. Em chuẩn nó đi con lai, nó không ngon trai làm sao còn cỡ khi đi với anh để tối hóa mặt chừng anh cũng chết như vậy mới vừa. Người là giấc mộng, tôi sẽ mơ thêm ngàn lần nữa. Anh cảm ơn người ta đã bỏ rơi lại. Không nguồn kiếm tờ xanh dương, đừng làm cái tính của anh thêm cục và hãy lao cho anh thương. Anh cứ loay hoay đi tìm cái chất của anh, nhưng nó chạy quanh xưa. Tặng em anh vẽ cho anh có cảnh tượng gọi là đẹp như tranh luôn. 재밌네 이 새끼. 왜? 최상호 새끼 재밌는 거 추진했는데. 뭔데? 재밌는 게.
gục ngã. Anh muốn nhìn thấy em cười dù là cách xa. Anh sẽ vẫn tiếp tục để người ta nhìn em bằng sự nối tiếc khi đã vô tình bỏ rơi em. Sold out, I'm no longer living just for myself.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.